Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt nhà mình nha. Mặt tiền lũ thép âm thân nha mình. Lũ thép nha. Đây này. Khu này nha, lũ thép luôn. Cây rất chi là sung luôn nha. Chỉ cành luôn, rất là to nha. Cây này có mã số là 406. Có số đo hoành gốc là 103. Cây cao là 54 nha. Tính từ một chậu lên tới cái đầu thân chính này nha, 54. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng 45. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn. Là 1,6 triệu bao ship không chậu nhà mình nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Chậu này cũng chậu nuôi tạm thời thôi. Về nhà mình lên cái chậu mới cho em nói là ok nha. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Cây siêu già luôn. Lũ thép này. Mình xem tham khảo luôn. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nha. Nói chung mấy cây này thì nhà vườn nuôi thuần lâu rồi, nhà mình an tâm luôn. Về nhà mình chỉ việc lên giá thể và cho em nó vào cái chồng mới nữa là ok thôi. Rồi mã số 406. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,6 triệu bao ship nha, không chậu nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.